Phản ứng của sao về khi hai Thúy Diễm mang bầu sau 2 năm đám cưới với Lương Thế Thành. Bà xã Lương Thế Thành cho biết sau 2 năm kết hôn, vợ chồng cô chuẩn bị đón trái ngọt đầu tiên. Cô nhận rất nhiều sự chúc mừng từ các anh chị đồng nghiệp và nghệ sĩ. Lương Thế Thành và Thúy Diễm chính thức góp gạo thổi cơm chung vào năm 2016. Cả hai đã có một hôn lễ đẹp như mơ trong sự chúc mừng của bạn bè đồng nghiệp. Sau tiết lộ mang bầu với ông xã Lương Thế Thành sau 2 năm kết hôn, cả hai nhận được nhiều lời chúc mừng từ khán giả, bạn bè và đồng nghiệp. Sáng 7 tháng 4 trên trang cá nhân, Thúy Diễm vừa đăng tải khoảnh khắc ngọt ngào cùng ông xã và gửi lời cảm ơn đến mọi người, cô viết. Cảm ơn những lời chúc mừng của mọi người dành cho vợ chồng Tèo trong những ngày qua. Năm nay hai đứa chính thức được lên chức rồi, ba Tèo mẹ Tèo đang dọn ổ, chuẩn bị đón bé Tèo con ra đời. Hy vọng được thật nhiều sự chúc phúc của ông bà cô chú cho thằng chó con nhà Tèo nha. Ngay sau khi trạng thái được chia sẻ lên trang cá nhân, rất nhiều sao Việt đã gửi lời chúc mừng đến hai vợ chồng. Thúy Diễm vừa đăng status cảm ơn đến mọi người và mong chờ đứa con đầu lòng. Cô nói anh Thành vỡ òa hạnh phúc khi biết tin có em bé, còn mấy tháng nữa mới sinh nhưng anh Thành đã mua đầy đủ quần áo, đồ dùng cho con. Anh ấy mong con trai sẽ giống mình và nối nghiệp đóng phim của bố mẹ. Trịnh Kim Chi, Ngọc Lan, Trương Quỳnh Anh, Thanh Hiền cũng đã gửi lời chúc mừng đến vợ chồng Thúy Diễm, Lương Thế Thành. Trước đó Thúy Diễm đăng ảnh kỷ niệm 2 năm ngày cưới với ông xã lộ bùng bầu lùm xùm, khiến nhiều người cũng bất ngờ vì đã 2 năm cưới nhau, nay vợ chồng Lương Thế Thành đã có tin vui. Cô chia sẻ từ khi có bầu sức khỏe và tinh thần đều tốt, Thúy Diễm hầu như không bị ốm nghén hay sợ bất cứ món ăn nào. Hiện cô đã tăng 6kg nhưng vóc dáng vẫn thon gọn. Trong những tháng đầu của thai kỳ, Thúy Diễm vẫn tích cực đóng phim, đi biểu diễn ở nước ngoài. Hải Băng diện bikini, tự tin khoe bụng lùm xùm lần 2 trước ngày lâm bồn. Hải Băng không ngần ngại đáp trả những bình luận chê bai về ngoại hình. Lời phản pháo thẳng thắn của Hải Băng nhận được không ít sự hưởng ứng của người hâm mộ. Tối ngày 7 tháng 4 trên trang Facebook cá nhân, Hải Băng gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh đời thường bên con gái cưng. Tranh thủ lúc rảnh rỗi, nữ ca sĩ đã đưa nhóc tì đầu lòng và con trai riêng của Thành Đạt đi bơi. Hải Băng khoe ảnh bụng bầu mặc bikini đi bơi cùng các con. Dù đang mang bầu khá lớn nhưng Hải Băng vẫn tự tin khoe vóc dáng của mình. Theo một người tiết lộ, hiện cô đang mang thai con thứ hai là một bé trai được 7 tháng do vợ kế hoạch. Thời gian gần đây, Hải Băng cũng không còn tham gia đóng phim hay đi hát. Thay vào đó là ở nhà dưỡng thai và bán hàng online. Ngay sau khi đăng tải, loạt ảnh này của cô đã nhanh chóng nhận được rất nhiều sự quan tâm từ phía người hâm mộ. Tuy nhiên, trong số các bình luận, ý kiến của một số cư dân mạng thu hút sự chú ý hơn cả khi thẳng thừng chê bai ngoại hình của Hải Băng. Xấu quá, xấu hơn chị Ngọc, thần thái cũng không bằng. Ừ, hai con rồi, xấu tí cũng không sao, ôi khẩu nghiệp. Lập tức Hải Băng không ngừng ngại gọi thẳng tên người này và đáp trả đanh thép. Lời phản pháo thẳng thắn của Hải Băng nhận được không ít sự hưởng ứng của người hâm mộ. Kể từ khi về chung một nhà với nam diễn viên Thành Đạt, Hải Băng hiện đang có cuộc sống hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình. Cô thường xuyên đưa nhóc tì đầu lòng và con riêng của chồng cùng đi chơi vào những ngày rảnh rỗi. Đây là câu trả lời chính thức cho tin đồn hẹn hò giữa Bảo Anh và Bùi Tiến Dũng. Sau thời gian dài khiến người hâm mộ tò mò nghi ngờ, thì mới đây sự thật đằng sau tin đồn Bảo Anh và Bùi Tiến Dũng đang yêu nhau chính thức được tiết lộ. Cách đây không lâu, thông tin Bảo Anh hẹn hò cùng Bùi Tiến Dũng trở thành tâm điểm, chiếm tin trên các trang mạng. Nhiều cư dân mạng nhanh chóng phát hiện ra việc cặp đôi follow và thường xuyên like status của nhau trên Instagram, mặc đồ đôi. Nữ ca sĩ còn có mặt tại Hà Nội đi chơi cùng quản lý của Bùi Tiến Dũng. Đồng thời cách đây vài ngày, sau khi đăng tải hình ảnh mới trên Instagram, Bảo Anh nhận được nhiều lời khen ngợi về nhan sắc, người đẹp hài hước đáp trả, dù xinh nhưng vẫn còn ế. Mới đây trên trang mạng xã hội, hình ảnh Bảo Anh và Bùi Tiến Dũng tham gia trong một quảng cáo, cả hai vô cùng xinh đẹp cá tính kèm dòng trạng thái. Hé lộ hình ảnh chiến dịch quảng cáo mà Bảo Anh và thủ môn Bùi Tiến Dũng tham gia, nhìn thân thiết quá, phải chăng đây là nơi tình yêu bắt đầu? Hình ảnh chụp vui vẻ giữa Bảo Anh và Bùi Tiến Dũng trong một chiến dịch quảng bá sắp tới. Dù tỏ ra khá thân thiết, tuy nhiên tấm ảnh xuất phát từ hậu trường chụp ảnh cho một nhãn hàng. Điều này cũng đồng nghĩa với việc tin đồn Bảo Anh Bùi Tiến Dũng hẹn hò được tung ra trước đó là sai, thậm chí là chủ đích của nhãn hàng. Tuy nhiên đây cũng có thể là nơi gặp gỡ và họ nên duyên là điều hoàn toàn dễ hiểu.
Tuy nhiên trước đó giữa bão dư luận, Bảo Anh vẫn giữ thái độ bình thản và không lên tiếng giải thích về nghi vấn hẹn hò Bùi Tiến Dũng. Trên Instagram, Bảo Anh đăng tải hình ảnh có nội dung Open your mind before open your mouth, tạm dịch hãy suy nghĩ kỹ trước khi nói. Dù không chú thích gì thêm, tuy nhiên nhiều người cho rằng đây chính là phản hồi từ Bảo Anh đối với những bình luận ác ý xuất hiện tin đồn tình cảm của cô. Trước đó trên trang cá nhân, quản lý của Bảo Anh cũng đã lên tiếng. Thương em mỗi lần trúng hợp đồng quảng cáo với ai là bị đồn yêu người đó, mỉm cười cho qua em nhé, luôn mỉm cười may mắn tự nhiên đến. Dù trước đó Bảo Anh khẳng định mình vẫn còn độc thân. Ai khen Bảo Anh xinh như thiên thần phải nghĩ lại ngay khi xem 10 tấm ảnh mặt mộc này. Xuất hiện trên sân khấu, Bảo Anh luôn thiêu đốt mọi ánh nhìn với 3 vòng cuốn hút, cùng với khuôn mặt xinh đẹp, nước da trắng sứ. Thế nhưng lúc để mặt mộc ai cũng phải choáng. Là một trong những ca sĩ nổi tiếng trong làng giải trí Việt, Bảo Anh sở hữu giọng hát truyền cảm cùng nhiều bài hit ấn tượng. Không chỉ vậy, cô nàng còn để lại dấu ấn với ngoại hình gợi cảm, quyến rũ và mới lạ. Nữ ca sĩ chính ít nhận được sự quan tâm từ phía người hâm mộ nhờ phong cách thời trang sành điệu, lớp makeup ấn tượng đậm chất Tây đầy cuốn hút. Bảo Anh sở hữu gương mặt hoàn hảo với những đường nét rất Tây, nhờ đó mà style trang điểm hướng tới vẻ gợi cảm và quyến rũ. Ngày càng trưởng thành hơn, Bảo Anh chọn cho mình lối makeup đậm để tôn lên vẻ đẹp sang chảnh và thời thượng. Cô luôn châu chuốt diện mạo mỗi khi xuất hiện trước công chúng, từ thần thái cho đến trang phục hay makeup. Đôi mắt luôn được kẻ sắc sảo, son đậm làm nổi bật cá tính, gương mặt được đánh khối tỉ mỉ để có được diện mạo hoàn hảo nhất. Vốn đã quen với hình ảnh sexy nóng bỏng, khi Bảo Anh tẩy trang để mặt mộc tự nhiên còn gây bất ngờ hơn. Mặc dù vẫn sở hữu làn da mịn màng, nhưng với khuyết điểm bồng mắt to, nữ ca sĩ trông nhợt nhạt và kém sắc hơn hẳn. Với lịch làm việc dày đặc, đã có những lúc Bảo Anh không có thời gian chăm sóc sắc đẹp, khiến gương mặt nhợt nhạt ai nhìn cũng bất ngờ. Cùng khoảng thời gian đó, cân nặng cũng tăng, cơ thể xù xề không được thon gọn như bây giờ. Nhan sắc tụt dốc không phanh trái ngược hoàn toàn với một Bảo Anh quyến rũ, gợi cảm mà chúng ta quen thuộc. Nhìn hình ảnh này, chắc ít người nhận ra nữ chủ nhân với hàng loạt bài hit đình đám trên các bảng xếp hạng. Gương mặt bóng dầu nhiều mụn và hàm răng vàng trong bức hình này chắc chắn là điều mà Bảo Anh muốn mãi mãi giấu đi. Thế nhưng, thời gian gần đây, nhờ chăm sóc da kỹ lưỡng, mặt mộc của Bảo Anh đã cải thiện đáng kể. Điểm mạnh của cô nàng chính là làn da trắng sứ không tì vết, giúp gương mặt cuốn hút hơn cả. Lúc trang điểm thì đẹp không bàn cãi, như đến khi lột lớp trang điểm, Bảo Anh vẫn giữ được vẻ đẹp vốn có. Cô thường tận dụng thời gian ở nhà để mặt mộc giúp làm da nghỉ ngơi sau khoảng thời gian dài trang điểm mỗi lúc biểu diễn. Nữ ca sĩ rất chăm chỉ để mặt mộc khi ra ngoài ăn uống hay vui chơi cùng bạn bè. Đáng lo ngại thực sự, sau nửa tháng scandal với nam em, đặt chân đến quán ăn của Trường Giang mà không thể tin vào mắt. Trường Giang gặp hạn lớn, không chỉ ảnh hưởng đến gia đình mà còn cả làm ăn, nhìn cũng tội. Hiện tại lùm xùm tình cảm của Trường Giang và nam em đã lắng xuống, nhưng xem ra chuyện này đã ảnh hưởng rất nhiều đến nam em nhà Phương và nặng nhất là danh hài xứ Quảng. Từ một diễn viên hài được yêu thích, Trường Giang bỗng trở thành tội đồ, chịu bao lời miệt thị cay đắng của cư dân mạng rằng là người đàn ông đều cán lăng nhăng. Dù không lên tiếng thanh minh, nhưng Trường Giang vẫn chạy xô đều đều, nhưng có thể thấy gương mặt không được tươi như xưa, hơn nữa anh gầy sợp đi hẳn. Có vẻ như công việc liên quan đến nghệ thuật của anh không bị ảnh hưởng, nhưng chuyện kinh doanh lại bị ảnh hưởng không ít. Cách đây không lâu, một bức ảnh được chia sẻ và cho rằng quán Trường Giang vắng tanh khách khiến mọi người thực sự lo lắng. Mới đây, một fan của Trường Giang cũng đăng ảnh mới chụp ở quán có thể thấy quán cơm của Mười Khó vẫn chưa thể lấy lại được phong độ như xưa. Có duy nhất một nhóm người xuất hiện, còn lại cả quán đều hiu và cô quạnh. Loạt ảnh mới nhất được fan chia sẻ, đây là nhóm người duy nhất trong quán, đang nói chuyện rơm rã mà chưa thấy gọi đồ ăn, không biết có phải thật khách hay không. Bàn ghế vắng tanh, chỉ thấy nhân viên ở phía xa. Mọi ngóc ngách đều yên ắng và điều hiu. Mới đây, quán cơm của Trường Giang còn đăng tuyển thêm nhân viên, liệu có phải do nhân viên nghỉ nên thiếu người? Trước đó, hình ảnh thương tâm được chia sẻ khi Trường Giang ngồi một mình trong quán, chẳng có một bóng khách. Đây là quán ăn mà Trường Giang tâm huyết, rảnh việc là đến đây ngay,
nhưng xem ra giờ không còn được như trước nữa. Còn đây là hình ảnh mới của nam danh hài, gầy guộc và hốc hác. Trước scandal, Trường Giang tròn trịa thế này cơ. Vì thói lăng nhăng nên Trường Giang đã mất nhiều điểm trong mắt khán giả. Không chỉ nam em, trước đó Trường Giang cũng đã lén phán với Quế Vân và đã bị nữ ca sĩ này tung hê mọi chuyện.